Nhu về cuộc sống ở Mỹ xin chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà vào là bếp làm mấy bún thịt xào với em nha. Em bỏ cái nồi vô này, bỏ dầu cho nóng lên nè. Thôi nha cả nhà, dầu cho nóng lên. Thơm chút là được không cái này, tại vì mình cần phải thịt cho mình xào á, thịt em rất sẵn mà em xào thịt này em trộn với nước sôi, tỏi, một miếng đường, nước mắm, tiêu, nước mắm như thế này. Em đang nấu nồi cơm ở cả nhà nên nồi cơm nó hát nhẹ đó. Xong rồi nó hát nhẹ. Cả nhà đợi cho thịt nó thấm vô nha. Nó mau chín lắm cả nhà, tại vì thịt em đã chần nước sôi à. Bắt đầu em mới cắt nhỏ ra. Em ướp. Mình cho nó thấm vô thịt đó, nó mới ngon nha cả nhà. Em ớt rồi nhưng mà mình phải bỏ thêm một tí cho nó ngon nữa cả nhà, bỏ một xí đường sugar. Làm muỗng đường này cả nhà,
ba muỗng đường, và bỏ giống như ba muỗng nước mắm nha cả nhà, ba đường là ba nước mắm đó. Em nêm lại cho nó vừa ăn chưa nha cả nhà, ngon rồi cả nhà, ba đường ba nước mắm nha cả nhà. Qua đây em bỏ ớt vô, ớt em cắt nhỏ nè cả nhà, em bỏ ớt vô, em đem nó qua đây, cả nhà biết cái gì không? Em sẽ bỏ củ kiệu, nó củ kiệu nè cả nhà. Nước mắm, củ kiệu, đồ chua, các nhà thấy ngon không? Đó, rồi con tô bún nè, con chuẩn bị nè, giá, dưa leo, rồi xào thịt lại cho nó thơm nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, nhớ quay cuộc sống ở Mỹ giúp em nha. Em mới đang tự quay cả nhà, một tay nóng một tay quay cả nhà, nên cả nhà thông cảm giúp em nha. Cả nhà đăng ký kênh giúp em nha, please like, share and subscribe for me please. Nhớ quay cuộc sống ở Mỹ, thank you so much everybody, cảm ơn tất cả mọi người nha, giúp em, cảm ơn rất nhiều. Em quay có một tay quay không được. Cả nhà cứ sắp ngon dùm tóc biết nha cả nhà. Em chén qua đây. Em qua chén nước mắm nè, rau nè, bún nè. Đó em chuẩn bị hết, bây giờ múc sắp qua nha. Em để lên bún nha cả nhà. Bún mình bỏ vào một phần nè, cho nó đẹp. Đó.
thật ngọt ngon. Rồi đó, em bỏ miếng đậu phộng lên, miếng đậu phộng lên. Đó, em bỏ em đậu phộng nè, panic nè cái này, đó panic nè, đậu phộng vô. Rồi đó, bây giờ có chén nước mắm thần thánh nè cả nhà. Mời cả nhà vào bếp với em nha. Nhớ quê cuộc sống ở Mỹ. Mời cả nhà ăn bún, thịt xào, giá, dưa leo, nước mắm, củ kiệu với đồ chua nha cả nhà. Nhớ quê cuộc sống ở Mỹ. Xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà video sau. See you next time. Thank you so much. Bye.